Quý cô bác, anh chị thân mến, thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp trong không khí hân hoan của những ngày Tết sắp đến. Đầu xuân năm mới, mình được gặp vi thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Xuân sang Tết đến khắp gần xa, phúc đức an khang, chúc mọi nhà lão thọ trường hào, thêm sức khỏe, tử tôn tài trí được vinh hoa. Công tư lộc phát thuận đà tín, xã hội phồn vinh nhân thế hòa, như ý cát tường an lạc hưởng, năm nay Giáp Thìn khải hoàn ca. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, giới tiên tri hé lộ bí mật, sự thật bất ngờ về tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Đúng tháng Tết năm 2024 âm lịch, được cát tinh soi chiếu, thần tài mở kho ban cho lộc lớn, trả sạch nợ nần, đổi vận cực giàu có. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 thân mến, trong cuộc đời này, chúng ta hoàn toàn không thể đoán được mình sẽ có cuộc sống như thế nào, hoàn cảnh ra sao, giàu sang hay nghèo hèn, về già sướng hay khổ, cuối đời còn lại gì, tất cả đều đã được ông trời định đoạt sẵn, cho sung sướng thì được sung sướng. Bắt nghèo hèn thì phải nghèo hèn, khi thời vận không thông, càng cưỡng cầu càng bết bát. Bởi vậy mà ngày nay con người ta thường tìm đến tử vi để có thể đoán định được tương lai, cũng như đón lành tránh dữ chuẩn bị cho một tương lai tốt đẹp hơn. Theo tiết lộ mới nhất của các bậc thầy tử vi phương Đông, có con giáp tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, là người có tính tình nhanh nhẹn, thông minh, tháo vát. Nhưng dù là vậy, nhưng tuổi trẻ vẫn không thoát khỏi vận hạn, tai ương. Tuy nhiên, bước sang tháng Tết năm mới 2024 âm lịch tới đây, con giáp này sẽ được hưởng phúc tổ tiên, kiếm tiền nhiều như nước. Đặc biệt, nếu quý mệnh chủ lắng nghe hết những điều kênh Minh Đường Tử Vi chia sẻ ngay sau đây, đảm bảo sung sướng trăm bề, làm một hưởng mười, tiền chất đầy kho, không lo nghèo khó. Vậy, vận trình tử vi chi tiết các phương diện cuộc sống của người tuổi Tân Hợi sẽ chuyển biến như thế nào trong tháng Tết năm mới 2024 âm lịch? Làm sao để có thể nắm bắt trọn vận may này? Hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi tìm hiểu chi tiết ngay sau đây quý khán giả nhé! Quý vị thân mến, ai rồi cũng sẽ có ngày mình già đi, người ta nói nuôi con để dưỡng tuổi già, nhưng khi ngày đó đến rồi bạn mới nhận ra mình mới là người quan trọng nhất. Những người hay đặt hy vọng của họ vào người khác không phải là khôn ngoan, mỗi chúng ta cần phải học cách để lại cho mình một con đường. Để phòng khi bị người khác bỏ rơi, học cách tiết kiệm tiền, đôi khi chúng ta mải mê kiếm tiền, tiêu tiền mà không biết cách tiết kiệm. Kiếm tiền là kỹ năng mà người lớn nào cũng phải có, vì chỉ khi học được cách tự lập bạn mới được người khác tôn trọng. Nếu không biết cách kiếm tiền sẽ khiến cuộc sống của bạn trở nên eo hẹp, nhưng khi có tiền chúng ta không thể tiêu xài hoang phí, chỉ nên tiêu tiền vào những việc cần thiết, ăn đủ no, mặc đủ ấm. Nếu bạn muốn sống tốt trong những năm tháng sau này, bạn phải học cách tích cực tiết kiệm tiền, vì lúc này, sự tự tin của bạn đến từ số tiền tiết kiệm được trong tay. Không nên có tâm lý nuôi con để đề phòng tuổi già, bởi vì chúng ta cũng không thể đoán trước được tương lai của con cái. Mình chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi. Một người biết cách tiết kiệm tiền là một người thông minh thực sự, bởi vì họ hiểu rằng tốt hơn là dựa vào chính mình thay vì dựa vào người khác, giảm bớt các mối quan hệ xã hội. Tài sản quý giá nhất của con người chính là cơ thể của chúng ta. Nếu cơ thể chúng ta gặp vấn đề, như vậy sẽ gây ra những áp lực ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống. Đặc biệt, sau khi bạn đến một độ tuổi nhất định và muốn phục hồi trạng thái trước đây, đó cũng là một điều rất khó khăn. Lúc này thể chất của chúng ta sẽ trở nên tương đối kém. Vì vậy, chúng ta phải học cách giảm bớt những mối quan hệ xã hội không cần thiết hay những trò giải trí vô bổ. Hãy chọn cho mình cuộc sống giản dị thanh tao và cảm nhận được tuổi già đang đến dần. Cơ thể khỏe mạnh là điểm quan trọng nhất trong cuộc sống hiện thực. Không có sức khỏe thì dù bạn có bao nhiêu của cải cũng trở nên vô dụng, không gây rắc rối cho những người xung quanh. Con người sống cần có sự giao tiếp với nhau, nhưng không ai thích bạn gây rắc rối cho họ cả. Giao tiếp giữa con người trong xã hội sẽ giúp chúng ta mở rộng kiến thức và thế giới quan của mình. Tuy nhiên, có những mối quan hệ khá phức tạp,
bạn hãy tránh tiếp xúc hoặc nên lựa chọn cho mình những người bạn tốt để chia sẻ kiến thức và kỹ năng sống, hơn là các mối quan hệ không rõ ràng và không cần thiết nếu chúng ta mù quáng làm phiền người khác rồi mắc nợ người khác. Trên thực tế, cuối cùng chúng ta sẽ tự làm mình xấu hổ. Để thoát khỏi sự phụ thuộc vào người khác thì mới có thể tự lập. Bạn có thể nợ người khác bất kể thứ gì, nhưng đừng nợ người khác ân huệ, bởi vì bạn không thể trả lại họ. Con người sống trong xã hội này ai cũng muốn có được cuộc sống thoải mái, sung túc hơn. Do đó, chúng ta cố gắng tránh làm phiền người khác càng nhiều càng tốt. Đó cũng là một phẩm chất của cuộc sống. Mỗi chúng ta phải sống vui vẻ, không gây phiền hà cho người khác và không tự chuốc lấy phiền phức cho mình. Hãy làm những gì bạn có thể làm mà không làm phiền đến người khác. Về cuộc sống lý tưởng tuổi già, chắc hẳn ai cũng có kỳ vọng. Thực ra hạnh phúc của mỗi người đều do chính mình tạo ra. Chỉ cần bạn không gây phiền phức cho con cái, cơ thể bạn có thể khỏe mạnh và cuộc sống của bạn mới có thể hạnh phúc. Trên thực tế, cuộc sống của một người phụ thuộc vào tâm lý của chính mình. Nếu bạn chuẩn bị cho mình một thân thể khỏe mạnh, một tâm lý vững vàng, thì tuổi già sẽ không là vấn đề đáng lo ngại. Chất lượng của cuộc sống được dựa trên nền tảng hạnh phúc và hòa thuận giữa các thành viên. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết cân bằng cuộc sống của riêng mình, thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên hài hòa và tươi đẹp hơn. Trên thực tế, đối với tất cả những điều này chúng tôi không có một tiêu chuẩn cố định, không cần phải so sánh với người khác, bởi vì khi bạn so sánh quá nhiều, bạn sẽ chỉ nhận lấy nỗi đau. Giữa con người với nhau nhất định phải tồn tại một khoảng cách nào đó, nhưng cuộc sống là của chính mình, chỉ cần chúng ta sống tốt, cuộc sống của chính mình là được. Việc của người khác không liên quan gì đến mình, cũng không cần quá quan tâm. Chỉ cần tĩnh tâm lại và buông bỏ những thứ không cần thiết trong tâm thì chúng ta đã nắm chắc cuộc sống trong tay mình rồi. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách của người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Tân Hợi là người không ngừng theo đuổi danh vọng, địa vị. Họ tự đi tìm kiếm cơ hội cho mình bằng cách tham gia vào nhiều loại công việc khác nhau. Dù ở bất cứ lĩnh vực nào, họ cũng nổi bật. Tân Hợi khá khôn khéo, nhiều khi bề ngoài họ tỏ ra hợp tác, nhưng bên trong họ vẫn ngấm ngầm thực hiện mọi việc theo ý định của mình. Họ là mẫu người rộng lượng, thường quan tâm tới cảm nhận của người khác. Họ thích sự nhẹ nhàng hài hòa, không muốn tỏ ra thua lỗ với bất cứ ai. Họ thường xuyên tự vấn bản thân, xem việc mình làm có sai sót ở đâu không để tránh lặp lại lỗi của mình. Tư duy logic của Tân Hợi cùng tính cẩn thận mang lại cảm giác đáng tin cho mọi người. Họ sẵn sàng chia sẻ cơ hội kiếm tiền, thực hiện kế hoạch lớn cho người khác. Mọi người thường nhận xét họ là người hoàn hảo, xem những lời nói của họ là quy tắc vàng. Những người này mạnh mẽ, không dễ lay động vì ý kiến của bất cứ ai. Họ rất thích gặp gỡ bạn bè, đi ăn tối cùng với họ. Nhưng một khi đã vào công việc, họ hoàn toàn tập trung, không cho phép ai ăn cắp chút thời gian nào của mình. Vốn tính cách của Tân Hợi rất chăm chỉ, cần cù, nên họ phù hợp rất nhiều công việc khác nhau, đặc biệt là việc khai thác được khả năng nghệ thuật và tinh thần tập thể của họ. Những người này hào hứng với việc được hợp tác, làm việc cùng mọi người, thích tham gia các hoạt động tập thể, thể hiện sự đoàn kết. Khi là đồng nghiệp, họ thường để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người, vì luôn yêu cầu và đặt ra mục tiêu khá cao trong công việc. Họ khá cố chấp nên sẽ không dễ dàng từ bỏ mục tiêu của mình. Những người khác khó mà thay thế được vị trí của họ hoặc vượt lên trên họ trong công việc, vì luôn thích vượt lên trên mọi người nên họ khá phù hợp với vị trí lãnh đạo chính trị. Ngoài ra, họ cũng rất giỏi phán đoán và có thể phát huy rất tốt khả năng quản lý của mình trong lĩnh vực nghệ thuật. Tân Hợi cũng có thể trở thành hiệu trưởng của các trường đại học hoặc một doanh nhân thành đạt. Cho dù làm việc trong lĩnh vực gì thì họ cũng đều gặt hái được nhiều thành công. Tiếp theo sẽ là đánh giá tổng quan về vận trình tử vi của tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971 trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Theo tử vi 12 con giáp nhận định, người tuổi Tân Hợi may mắn được đón tháng đầu tiên của năm mới 2024 âm lịch với nhiều điều như ý. Nhiều kế hoạch bạn đặt ra từ trước đó có thể tiến hành một cách thuận lợi. Bạn không chỉ duy trì được sự quyết tâm mà còn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh. Trên phương diện sự nghiệp, nhờ có nhị hợp chiếu mệnh mà việc hợp tác làm ăn tiến triển thuận lợi. Bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa với bạn bè, đồng nghiệp, nên thường xuyên được giúp đỡ khi gặp khó khăn. Đồng thời, bạn được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý. Bạn nên tận dụng cơ hội này để cố gắng hết sức khẳng định bản thân. Cát tinh sẽ giúp những mục tiêu tưởng chừng như khó khăn của bạn bỗng trở nên đơn giản hơn nhiều. Việc hợp tác thuận lợi cũng khiến cho quá trình kiếm tiền trở nên suôn sẻ hơn. Khoảng thời gian trước đó nhiều bạn không cần quá bận rộn mà vẫn có thể kiếm được cho mình một khoản tiền kha khá. Tử vi tháng Tết đầu năm 2024 âm lịch của tuổi Tân Hợi thấy rằng con giáp này xác định được tiềm lực của bản thân, tiềm năng của các đối tượng khách hàng nên đi rất đúng hướng, thậm chí
bạn có thể trở thành người dẫn đầu cho một xu thế mới, trong khi mọi người xung quanh còn bối rối, tìm lại guồng quay quen thuộc. Sau kỳ nghỉ Tết thì bạn đã đạt được những thành công nhất định. Phương diện tình cảm cũng có những dấu hiệu tiến triển tốt lành nhờ những thành công trong sự nghiệp cũng như nhờ thái âm các tinh phù trợ. Bạn nhận được sự chú ý, ngưỡng mộ của nhiều người xung quanh, người độc thân có thể trở nên vô cùng thu hút trong mắt người khác giới. Bạn nên tự tin hơn và kéo gần khoảng cách với người mình thầm mến, với người đã lập gia đình, bạn và người ấy duy trì được mối quan hệ hài hòa yêu thương nhau. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Theo dõi tử vi đầu năm của 12 con giáp nhận thấy, sự nghiệp của người tuổi Tân Hợi có những bước tiến đáng kể, một phần là vì các tinh phù trợ, một phần còn lại là nhờ bạn đã luôn cố gắng phấn đấu hết sức, những gì bạn gặt hái được vào thời điểm này là hoàn toàn xứng đáng. Nhị hợp cho thấy, những kế hoạch bạn lập ra vào thời điểm này rất sát với thực tế và với năng lực bản thân, chính nhờ vậy mà bạn bắt tay vào làm vô cùng thuận lợi, nhờ có tầm nhìn xa trông rộng. Bạn nhận ra được khoảng thời gian sau Tết mọi người thường thờ ơ, lơ là vì vẫn ham vui. Nếu bạn nghiêm túc tập trung hết sức vào nhiệm vụ, thì tỷ lệ đạt được thành công sẽ cao hơn nhiều. Các mối quan hệ xã giao hài hòa tốt đẹp cũng giúp ích cho bạn khá nhiều trên con đường chinh phục thành công. Bạn luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác trong công việc, nên khi gặp khó khăn bạn cũng nhận được sự giúp đỡ hỗ trợ của mọi người xung quanh. Con giáp này có thể yên tâm đối diện với những thử thách khó khăn, bởi tinh thần đoàn kết sẽ giúp mọi việc trở nên đơn giản hơn nhiều. Nguyệt lệnh lâm quan cũng là dấu hiệu cát lành trong sự nghiệp của Tân Hợi, nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt bạn. Chỉ cần bạn có đủ tự tin để nắm bắt và cố gắng hết sức thì thành công sẽ chẳng còn xa. Tuy nhiên, một số người đừng vì thành công bước đầu mà trở nên kiêu căng tự phụ, khoe khoang thành tích của mình. Dù đạt được điều gì đi nữa, bạn cũng luôn nên giữ thái độ khiêm tốn học hỏi. Bởi mọi người xung quanh có rất nhiều ưu điểm để bạn noi theo. Hơn nữa, việc quan sát người khác để đúc rút kinh nghiệm cho mình cũng là điều vô cùng cần thiết. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Vận trình tài lộc của Tân Hợi vô cùng rực rỡ trong tháng đầu tiên của năm mới, điều đó báo hiệu một năm tràn đầy may mắn đang chờ đợi bạn ở phía trước. Cục diện dị hợp đem tới cho Tân Hợi nhiều mối quan hệ triển vọng để bạn có thể hợp tác làm ăn, đem về nguồn lợi nhuận khả quan cho chính bản thân. Bạn còn có cơ hội gặp được người đồng chí hướng, nên đôi bên có thể nhanh chóng hướng tới một mục tiêu chung, gạt bỏ những rào cản xuất hiện trước mắt. Theo tử vi tháng Tết đầu năm 2024 âm lịch của tuổi Tân Hợi nhận định, một số người có con mắt tinh đời và đầu óc sáng tạo, có thể nhanh chóng mở lối đi riêng, bạn là người tiên phong cho một trào lưu mới, trong khi mọi người xung quanh còn loay hoay để tìm ra hướng đi cho mình, thì bạn lại là người dẫn đầu thu về lợi nhuận nhanh chóng hơn hẳn các đối thủ, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Người làm công ăn lương cũng sẽ được hưởng mức lương thưởng triển vọng vì vừa ra Tết mà bạn đã giữ được tinh thần nhiệt tình, hăng hái, không ngại nhận các nhiệm vụ khó. Công lao của bạn từ trước đến nay đã được lãnh đạo công nhận và dành cho bạn một phần thưởng xứng đáng. Hãy coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng nhé. Tuy nhiên, dù túi tiền có rủng rỉnh đến mấy thì bạn cũng nên khiêm tốn tiết kiệm, chớ tiêu xài hoang phí cho các hoạt động phô trương. Bản thân bạn có thể sẽ trở thành mục tiêu chính của những kẻ lừa đảo hoặc trộm cắp đấy. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971 trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Những thành công rực rỡ trên phương diện sự nghiệp chính là yếu tố khiến Tân Hợi trở nên nổi bật trong mắt người khác giới. Đi đến đâu bạn cũng nhận được ánh nhìn ngưỡng mộ và yêu mến của mọi người xung quanh. Thái âm cát tinh khuyên, người độc thân nên nhiệt tình và cởi mở hơn với các đối tượng khác giới. Thông qua quá trình trò chuyện, trao đổi hoặc làm việc chung, bạn có thể tìm thấy người có cùng cách suy nghĩ với mình. Khi đã tìm được người phù hợp thì việc phát triển mối quan hệ sẽ trở nên rất dễ dàng và nhanh chóng. Nếu được người thân quen giới thiệu cho những đối tượng triển vọng, bạn hãy thử cho đối phương một cơ hội để hai bên có thể tiếp xúc trò chuyện thường xuyên hơn. Nếu thấy người đó phù hợp với mình, hai bạn có thể tiến những bước xa xôi hơn, còn không thì đôi bên vẫn có thể làm bạn. Với người đã tìm được nửa kia hoặc đã lập gia đình, mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một hòa hợp hơn, đôi bên đã dần dần khắc phục được những quan điểm bất đồng, bao dung hơn cho những khuyết điểm của nhau. Trong dịp Tết đến xuân về, hai người có thể tìm cách hâm nóng lại tình cảm, khiến cuộc sống thêm phần ngọt ngào. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971 trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tháng Tết đầu năm 2024 âm lịch nhận thấy rằng, Tân Hợi không gặp phải những vấn đề nghiêm trọng nào liên quan tới sức khỏe trong tháng này.
Cũng nhờ có sức khỏe mà bạn có tinh thần làm những công việc khác quan trọng hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, dù là trong hay sau kỳ nghỉ Tết, bạn cũng nhớ giữ lối sống lành mạnh, ăn uống đúng giờ, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, chớ nên thức quá khuya hoặc ăn uống quá nhiều chất béo, chất kích thích. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng Tết năm 2024 âm lịch của người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Tử vi tuần 1, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Người tuổi Tân Hợi trong tuần mở đầu tháng Tết năm 2024 âm lịch có chút may mắn hơn so với những con giáp khác. Thiên đức quý nhân cho cơ may phát tài, phát lộc, thăng quan tiến chức. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì con giáp này có thể tiến rất xa. Trong tuần 1 này, công việc được quý nhân giúp đỡ, dù có những trắc trở và không tránh khỏi những khó khăn nhưng vẫn gặp hung hóa cát. Bạn giành được mục tiêu đã định, chính quan trợ vận, Tân Hợi phát huy được những tiềm năng còn chưa khai phá của mình và có được những hướng đi mới trong tương lai. Đường tình duyên có phần khởi sắc nhưng chưa được rõ rệt cho lắm, đào hoa không phải không có, bạn cần chú ý nắm bắt thời cơ đừng bỏ qua người hợp duyên vừa ý với mình. Đời người ngắn lắm, gặp được người có duyên nợ với mình đã là một diễm phúc không hề nhỏ rồi, đừng đặt người ấy lên bàn cân mà đong đếm quá nhiều. Tài vận sáng bạn chẳng những thu nhập từ công việc chính ổn định, mà nếu bung ra làm kinh doanh thì cũng được các thần hỗ trợ nâng đỡ cho vượt qua những khó khăn lúc ban đầu. Thực thần che chở xong bạn cũng đừng quá ỷ thế vì được các thần giúp đỡ mà không chịu cố gắng, bởi chẳng có gì tự nhiên mà có đâu. Tử vi tuần 2, trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Trong tử vi tuần 2, Tân Hợi có thể sẽ gặt hái được một số thành công ngoài mong đợi, đường công danh sự nghiệp tăng tiến bất ngờ, bạn làm gì cũng thuận lợi. Mục tiêu phía trước không còn xa, khả năng tăng lương, thăng chức cũng khá lớn, ấn quan kết hợp nên Tân Hợi có thể được quý nhân trợ mệnh mà vượt qua được những trở ngại phía trước. Có thể nói, con đường sự nghiệp của bạn trong tuần 2 rất suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió, bạn chỉ cần phát huy tốt năng lực của mình là có thể giành được những gì mình muốn. Tuy nhiên, đường tình cảm của Tân Hợi lại không được tốt như vậy, khi chịu ảnh hưởng của thiên nguyệt hung tinh, bạn cảm thấy bất an, lo lắng về tương lai chưa xảy ra, mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi chính những sự nghi ngờ bắt nguồn từ đó. Đường tài lộc tỏa sáng rực rỡ, con giáp này đen tình nhưng đỏ bạc, tài lộc về nhà nhiều như nước, đặc biệt vận tài lộc tăng tiến với tốc độ vượt bật vào dịp cuối tuần. Bạn giành được nhiều cơ hội phát tài trong tay, thiên tài báo hiệu nguồn thu nhập của cả người làm công ăn lương và người làm kinh doanh đều tăng lên gấp bội. Tử vi tuần 3 trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Trong tử vi tuần mới này, Tân Hợi gặp được những điều may mắn trong chuyện công việc khi có tả phù cát tinh ở bên trợ giúp cho Tân Hợi vượt qua khỏi những lúc khó khăn. Tuy nhiên, đó là chuyện của thời điểm từ giữa tuần trở đi, bởi đầu tuần bạn sẽ phải tự chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình. Thương quan xuất hiện cảnh báo nếu bạn không tập trung hơn trong công việc thì dễ gặp phải những sai lầm gây ra hậu quả khôn lường. Giờ nào làm việc nấy là điều mà Tân Hợi nên tâm niệm trong lòng, tránh để những chuyện đáng tiếc xảy ra. Thực thần cho thấy Tân Hợi đang có những cơ hội phát tài lớn, song cần phải thận trọng lên kế hoạch chi tiêu sao cho hợp lý, nếu không sẽ bị kiếp tài lật ngược ván cờ và khiến cho bao công sức của bạn trước đó thành công cốc, tiền bạc đội nón ra đi. Đường tình duyên không có gì nổi bật, chuyện tình cảm vẫn tiến triển ở mức bình thường, đôi khi khiến cho bạn cảm thấy nhàm chán vì không có điểm nhấn gì đặc biệt, không có những giông gió để cả hai người thể hiện tình cảm nồng nàn dành cho nhau. Tử vi tuần 4, trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Tử vi phương Đông cho thấy, người tuổi Tân Hợi trong tuần mới này các khí lan tràn, bạn giành được nhiều thắng lợi trong cuộc sống. Thiên đức báo hiệu sự thăng tiến trong công việc của con giáp này có lẽ sẽ diễn ra trong khoảng thời gian khá gần sắp tới. Đường tình duyên của Tân Hợi cũng khởi sắc không ngừng khi mà con giáp này gặp được người tâm đầu ý hợp với mình, cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Tân Hợi. Tình cảm phát triển nhanh chóng, đến chính người trong cuộc cũng phải cảm thấy ngỡ ngàng. Các cặp đôi tìm được khoảng thời gian bình yên bên nhau, không còn những tranh cãi hay mâu thuẫn như trước nữa. Hai bạn đã biết cách hài hòa mối quan hệ, nói chuyện và chia sẻ với nhau nhiều hơn, không để cho những khoảng trống tồn tại giữa hai người nữa. Trong tuần có cả thiên tài và chính tài cùng hiệp lực, nên đường tài lộc của con giáp này khởi sắc vô cùng, tuổi Tân Hợi dễ dàng thu được tài lộc về tay mình. Bất kể bạn là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì cũng đều không cần phải lo lắng về các vấn đề liên quan đến tài chính. Lời nhắc cải mệnh dành riêng cho mệnh chủ tuổi Tân Hợi trong năm Giáp Thìn 2024. Con người sống nơi thế gian bị vây khốn bởi đủ loại dục vọng,
Nhưng nếu một người có thể học được 6 bản lĩnh dưới đây, thì sẽ không bị dục vọng làm cho mê lạc, bất an, cuộc đời sẽ trở nên thong dong tự tại. 1. Trầm tĩnh để nhìn rõ sự tình. Trầm tĩnh là một loại tâm bình thản, là một loại khí phách, một loại bản lĩnh và cảnh giới cao của cuộc đời. Người trầm tĩnh có thể không quan tâm điều hơn lẽ thiệt, ngắm trước sân hoa nở hoa tàn, tùy ý ra đi hay ở lại, nhìn khung trời mây tụ mây tan. Người giữ được trầm tĩnh chính là giữ được chí hướng, giữ được bản tâm, giữ được sự thanh bình, khí tiết của mình. Muốn giữ được trầm tĩnh, cần phải tu dưỡng bản thân trở thành người mà ở ngoài thân thì không vướng bận, ở trong tâm thì an tĩnh. Tâm một khi không động mới có thể giữ vững được khí tiết. Trầm tĩnh không phải là im lặng, mà chính là ở trong động mà có thể giữ được tâm thái cân bằng. Nó là một loại trạng thái nội tâm trầm ổn, thông qua tự thân điều tiết mà thành. Người có tâm trầm tĩnh có thể nhảy thoát ra khỏi mọi sự mê hoặc của thế tục. Nó cũng có thể làm mất dần tham niệm và những chấp chốc mê muội, từ đó mà trí được minh sáng ra. 2. Buông bỏ để thong dong tự tại. Buông bỏ là trí tuệ, cũng là dũng khí. Con người khi đến một độ tuổi nhất định, cần phải học được cách buông bỏ, những gì cần buông bỏ và giữ lấy những gì nên quý trọng. Con người sống trên đời giống như lữ khách đang bước tiến về phía trước. Nếu chúng ta càng ôm giữ nhiều, thì hành trang chúng ta mang theo sẽ càng nặng nề hơn. Vì vậy trong cuộc đời này, chúng ta cần phải học được bản lĩnh, bỏ đi một số loại đồ vật trên hành trang của mình, như những người bạn hư tình giả ý, những thú vui rượu chè vô nghĩa, những câu chuyện phiếm vô dụng. Có như vậy, cuộc đời của chúng ta mới thong dong tự tại và nhẹ nhàng hơn. 3. Đạm bạc để không bị dục vọng vây khốn. Đạm bạc không phải là nhân sinh quan tiêu cực, mà là dùng tâm thái bình thản đối mặt với hết thảy công danh, lợi lộc, hưng suy vinh nhục trong cuộc đời. Người đạm bạc, điềm nhiên không màng danh lợi, nên tâm trí của họ sáng tỏ, đứng trước tiền tài, địa vị, cuộc sống xa hoa mà có thể lựa chọn cách sống đạm bạc, thì đó phải là người có bản lĩnh lớn. Trong sách Hoài Nam Tử, chủ thuật huấn của Lưu An thời đầu Tây Hán viết, không màng danh lợi, mới định rõ được chí hướng. Trong giới tử thư của Gia Cát Lượng cũng nói, không đạm bạc trí chẳng sáng soi, không tĩnh tâm tiến xa chẳng nổi, người không an định thanh tĩnh thì không thể thực hiện được lý tưởng cao xa, cũng không thể chịu khó chịu khổ mà tiếp thu kiến thức được. 4. Cự tuyệt để không bị lầm lạc. Miễn cưỡng đồng ý không bằng thẳng thắn, thành thật cự tuyệt, làm người phải hiểu được những việc cần cự tuyệt và những việc nên tiếp nhận trong cuộc sống. Cự tuyệt oán hận, tiếp nhận khoan dung, cự tuyệt dối trá, tiếp nhận chân thành, cự tuyệt cái ác, tiếp nhận cái thiện. Một người sáng suốt, khi đứng trước những cám dỗ về mặt lợi ích, danh vọng và tình cảm bất chính, thì phải biết cự tuyệt. Chỉ người có bản lĩnh nói lời cự tuyệt trước những điều không hợp đạo nghĩa, mới có thể không bị lầm đường lạc lối, mới khiến cho cuộc sống của họ bình an, khoái hoạt. Trong cuộc sống những người vì hư vinh, vì thể diện, vì tình, mà không dám hợp thời cự tuyệt, thì cuộc sống của họ rất nặng nề, bất an. Kính thưa quý vị, lương thiện chính là đạo đức, nhưng lương thiện cũng là trí tuệ. Người thông minh chưa chắc đã lương thiện, nhưng người lương thiện chắc chắn là người thông minh nhất. Người xưa có câu, tâm chứa đầy chữ thiện, vạn kiếp không bị diệt, trăm ánh đèn dõi theo, ngàn dặm sáng soi, hưởng thụ vật chất có thể làm cho người ta mê đắm nhất thời. Còn lòng đầy thiện niệm mới đủ để làm cho người khác cả đời hạnh phúc. Thiện tâm giống như nước vậy, nó có thể nuôi dưỡng thắm tươi mọi nội tâm khô cằn. Quân sư Lưu Bá Ôn thời Chu Nguyên Chương nhà Minh đã từng tự khuyến khích bản thân, trên thế gian làm sao có thể làm mọi việc theo ý mình được. Chỉ mong rằng trong quá trình mình không thẹn với lòng là tốt rồi, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, bất kể chúng ta làm gì đi nữa, chỉ cần luôn làm hết sức mình thì có thể bớt phải hối hận. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.